kính chào quý cô chú anh chị và bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản chính chủ tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị và bạn một căn nhà ở hẻm 126 đường Liên Khu 11 phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ha. Căn nhà này ở phía sau này là 4m nha cô chú anh chị. Phía sau này là 4m và chiều dài nhà mình là 11m ha cô chú anh chị. Nhà có giấy chủ quyền hồng luôn nha. Mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên ha. Và đây là sổ hồng của nhà mình đây nè. Đó, sổ hồng của nhà mình đây ha. Và căn nhà này thì được chủ nhà mới vừa làm mới nguyên căn luôn. Nhà mình có cái tủ cao, cái tủ bếp sao cao full trần luôn nha cô chú anh chị, full trần luôn nè. Nó để rất là nhiều đồ luôn. Ở dưới thì dán kính cường lực màu. Ở dưới nó mặt bếp bằng đá hoa cương, ở dưới có tủ bếp dưới luôn ha. Và ở đây là dán đá kiểu đá trang trí nha, đá trang trí ha. Ở trên đây giật trần hợp thạch cao, đèn màu, đèn led âm trần ha. Đó, rất đẹp luôn nha. Và chiều dài nhà mình là 11m nha cô chú chị, hướng nhà là hướng nam ha. Hướng nhà là hướng nam nha, mua bán sổ hồng ký công chứng sang tên. Đó, bức tường thì chủ nhà dán rất đẹp luôn ha. Và căn nhà này chủ đang kêu bán với mức giá là 3 tỷ 580 triệu. 3 tỷ 580 triệu giá này còn thương lượng trực tiếp chính chủ ha. Nếu cô chú chị bạn nào quan tâm thì cứ alo cho Vũ Hồng đi xem nhà, xong sau đó sẽ gặp chủ nhà để mình thương lượng thêm về giá cả nha. Vũ Hồng xin nhắc lại là nhà nằm ở hẻm 126 đường Liên Khu 11 phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà có kích thước ngang ở phía sau là 4m và chiều dài là 11m, trước là 3m. Và căn nhà mình có kết cấu một trệt một lửng và một lầu ha cô chú anh chị. À, phía sau là khoảng 6m phía sau là nở hậu ra 4m nha cô chú anh chị. Nở hậu phía sau 4m, đèn toàn bộ xài đèn led 3 chế độ hết luôn ha. À, chủ nhà gắn cái đồng hồ đẹp là đồng hồ giả cổ thời xưa nè, đó rất là xịn sò ha. Chân tường thì tường nhà được dán cao lên là gần 1,5m. Nhà thì cửa nhôm sinh pha và kính cường lực. Bên trong và ngoài là cửa lùa ha cô chú anh chị. Màn rèm đầy đủ nha. Đây về hẻm phía trước nhà mình ha. Hẻm này hẻm thông nha. Hẻm này là hẻm thông nha. Và đây là địa chỉ nhà mình là 126/18/17 Liên Khu 10/11, khu phố 10 phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Ở phía trước nhà mình đây ha. Ở ngoài đây thì ốp đá hoa cương cao lên đây lớn đầu 1 lầu 2 luôn nè. Rồi mời vô trong để xem nhà ha. Nền nhà cao hơn mặt hẻm khoảng chừng 2,5m ha. Đó, đây thì mấy cái cột này được ốp cạnh giền hết rồi. Ở đây có tủ rượu trang trí và một bức tranh mã đáo thành công. Ở đây là quạt trang trí, vừa là quạt trang trí vừa là đèn. Đó. Đó, đây là một bức tranh mã đáo thành công ha. Ở đây thì có tủ rượu, tủ trang trí rượu ha. Rồi vô trong để mình xem trong nè. Cái đồng hồ này hai mặt nè nha cô chú chị. Đồng hồ này là đồng hồ hai mặt ha. Mặt trước mặt sau thì xem cũng được nha. Ở đây bức tranh ha, bức tranh rượu với trái cây ha. À, và bếp phía sau nè. Ở phía sau 6m phía sau là mình nở hậu ra 4m nha cô chú chị. Nếu cô chú chị bạn thấy căn nhà này ưng ý thì cứ alo cho Vũ Hồng ha, để mình đi xem nhà nha. À, số điện thoại 0933797979. Nếu cô chú chị bạn có nhu cầu đi xem thì cứ alo cho Vũ Hồng, lúc nào cũng được đi xem luôn được nha cô chú chị. Giá cả là mình vẫn thương lượng trực tiếp đến chủ nha cô chú chị. Cửa nhôm sinh pha, kính cường lực mờ. À, tường nhà dán cao lên đến trần luôn. Rồi mời cô chú chị bạn lên trên lầu nha. Lầu nè ha, đây là đường đi lên là dán dập rất đẹp luôn ha. Rồi cầu thang ta dựng bằng từ cầu thang là mặt đi đá hoa cương, cầu thang đúc bê tông cốt thép. Khu vực này gắn đèn trang trí nè và có những bức tranh rất đẹp. Ở đây còn một khoảng hở nè, ở đây có một cái khoảng hở nè ha. Chủ nhà chưa trống luôn, xài một cái cửa sổ lập. Rồi mời cô chú chị bạn lên trên lầu 1 nha. Lầu 1 phòng phía sau nè. Đó, phòng phía sau nè ha. Chân tường được dán cao lên 1,5m ha. Có quạt, gắn sẵn ống đồng máy lạnh, rồi đèn trang trí, đèn led âm trần. Đây có cửa sổ luôn nha.
Cửa này là cửa nhôm sinh pha và kính cường lực ha. Hai phòng sử dụng chung một nhà vệ sinh. Đó, nhà vệ sinh nè. Bồn cầu liền khối, tường dán cao đến trần, đèn led cảm ứng. Ở trên đây là có hốc để thông gió ha. Đây, ở dưới đây chủ nhà chừa dây điện để mình gắn đèn. Và ở đây là có chỗ để lắp máy giặt. Đây phòng phía trước. Phòng phía trước thì cửa nhôm sinh pha, kính cường lực mờ ha. Như vậy là nhà mình được 3 phòng nha cô chú chị. 3 nhà vệ sinh luôn ha. Đó, đèn màu trang trí nữa ha. Đây ban công phía trước nhà mình nè. Có cửa nhôm sinh pha, kính cường lực và có màn rèm đầy đủ hết ha. Ban công rộng khoảng 1 mét nha. Hướng nhà là hướng nam. Đấy, mình nhìn lại ha. Đây làm chỗ phơi đồ, đồ thoải mái nha. Ở đây vị trí nhà mình là nằm gần chợ Phan Anh, gần ngã tư Phan Anh, với đường An Dương Dương, gần giáp ranh quận Tân Phú, quận 11, quận 6 ha. Ở đây thuộc phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, gần ủy ban dân phường Bình Trị Đông ha. Nhà rất đẹp luôn ha, mời cô chú chị bạn ngắm lại không gian ở dưới lầu 1 tầng 2 của nhà mình nè. Rồi mời cô chú chị bạn lên trên lầu trên. Trước khi lên lầu trên mình nhìn lại một lần ở dưới này ha. Rồi mời cô chú chị bạn lên trên lầu này nha. Quá đẹp. Ở đây thì sử dụng chung có nhà vệ sinh nè. À, nhà vệ sinh đây nè. Tường nhà vệ sinh thì dán cao đến trần luôn ha. Đi sẵn cái dây để mình lắp máy nước nóng rồi nha. À, phía trước này thì máy tôn của nhà mình. Đèn led. Cầu thang đi lên. À, đây trong phòng nè. Chân tường thì cũng được dán cao lên 1,5 m rồi ha. Có quạt, có đèn trang trí, đèn led đầy đủ hết nha. Nhà vệ sinh. Đó, nền gạch thì cũng dùng gạch lạ ha. Cô chú anh chị bạn vừa theo dõi Vũ Hồng review xong đến lầu 2 của căn nhà ở địa chỉ 126/18/17 đường liên khu 11 phường Bình Trị Đông quận Bình Tân thành phố Hồ Chí Minh. Nhà mình ở phía sau này là 4 mét nha, chiều dài là 11 mét ha. Trước là 3 mét. Mà nhà thì có giấy chủ quyền hồng mua bán ký công chứng sang tên nha. À, nếu cô chú anh chị bạn nào quan tâm đến bất động sản này thì alo cho Vũ Hồng. Vũ Hồng sẽ mở cửa cho cô chú chị bạn xem và gặp chủ nhà để thương lượng thêm về giá cả. Đây là bất động sản chính chủ. Nhà mới vừa được sửa chữa, 3 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, có chỗ phơi, chỗ giặt đồ riêng tư. Nhà thiết kế theo phong cách hiện đại, rất là đẹp ha. Dọn vô ở ngay, không cần phải sửa chữa thêm gì hết. Nhà thì có giấy chủ quyền hồng, chủ bao sang tên hết ha. Và tường nhà phía sau là sử dụng gạch dán cao rất đẹp ha. Và đây là khu vực bếp. Xin nhắc lại phía sau nhà mình ở đây là 4 mét và chiều dài nhà mình là 11 mét nha. Nhà mình có hướng chính là hướng nam ha. Một chớp trống, một trệt với hai lầu. 3 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh. Và nhà có hướng chính hướng nam.
chủ nhà đang kêu bán với mức giá là 3 tỷ 580 triệu, giá này còn thương lượng trực tiếp chính chủ. Nếu cô chú chị bạn thấy ưng ý thì kết nối với Du Hồng qua Zalo số 0933 79 79 79. Du Hồng sẽ mở cửa cho cô chú chị bạn xem nhà và gặp chủ nhà để thương lượng thêm về giá cả. Nếu có bạn bè đang có nhu cầu tìm mua nhà ở khu vực này thì hãy chia sẻ cho họ video clip này để giúp họ mua được nhà và giúp chủ nhà bán được nhà ha. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video review nhà lần sau.